Vâng, gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác đang theo dõi kênh của em Thảo Săn Bẫy. Hôm nay em xin đăng tải một cái video ngắn về cái mẫu cạm 9cm và cũng như là chia sẻ tới các bác cái mẫu cạm thông dụng nhất, đánh hiệu quả nhất. Thì một cái cạm kiềng 9cm thì mở ra nó sẽ như thế này nhá. Theo đó em sẽ mở một cái để cho các bác được xem. Cái này là em vừa mới mở hai cái, một cái em để bên kia kìa. Cái này thì dành cho các bác chuyên nghiệp đi đánh chuột đồng nhá. Và cấu tạo của cái lẫy của nó, hôm nay em cũng đăng tải thật gần như này để các bác nhà mình được xem này. Một chiếc cạm rất chi là dày dặn, đẹp, cân đối. Cái cạm này cái cách đánh thì là các bác chỉ để như này vào đường mòn nhé. Lối con chuột nó đi qua đi lại là nó sẽ sập chân. Và cái kẹp này cũng rất chi là rẻ. Hiện tại bên cơ sở em Thảo Săn Bẫy giá rẻ đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì cứ xem video một chút. Em sẽ nói giá luôn để các bác biết cái mẫu này nó sẽ là bao nhiêu tiền. Đấy, cạm 9cm nhé. 9cm đây, các bác đặt như này. Con chuột nó đi nó dẫm vào cái bàn này cái thì nó sẽ sập ngay. Cái này thì các bác cần phải điều chỉnh một tí nhé. Khi em lên cạm như này em chưa điều chỉnh này. Nếu như cái nào nó cái lẫy này nó vào sâu quá thì các bác có thể mớm ra một chút xíu đó, cho cái độ nhạy nó cao. Cái này có thể chỉnh được cái phần này nhé. Rất nhiều bác bảo tôi không cài được nhưng mà cái này rất dễ. Đấy, chỉ cần nếu như nó líu, nó bị siết chặt vào nhá, các bác có thể bẻ ra một chút như này. Nó không cân, các bác có thể bẻ ra. Như cái này em nhìn thấy nó hơi không cân này. Các bác có thể lắn nó về bên này một tí nhá, là ok. Đấy, một đôi cạm 9. Thì em cũng đăng tải rất nhiều về cái mẫu cạm 9 như em. Một cái mẫu cạm thế hệ mới rất chi là dày dặn, chắc chắn, giúp cho các bác đánh có độ bền cao. Và đặc biệt nữa là ở cái lẫy này này các bác này. Cái lẫy này nó sẽ có hai cái đột này thì là cái cạm mới gọi là cạm đẹp nhá, mới gọi là cạm chắc chắn. Đấy, đây là cái vành của nó này. Cái vành này rất chi là dày dặn và đẹp nhá. Thì với một chiếc cạm này thì bên em cũng đã nhận gửi và ship trên toàn quốc. Và các bác đánh thì số lượng là lớn nhất. Chủ yếu các bác đi săn chuột đồng, đánh chuột đồng là đánh bằng cái mẫu này chủ yếu luôn. Còn với nhiều những cái dòng cạm khác nhau nữa thì bên em hôm nay em sẽ đăng tải cạm 9. Nếu như các bác mà quan tâm đến cái mẫu cạm 12cm hoặc 14cm, 16, 18 thì bên cơ sở em đầy đủ hết. Và số điện thoại của bên cơ sở em thì em để luôn đây nhá. Các bác cần tới cái mẫu cạm bẫy chuột này liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0865 692 498 và số 0943 609983. Em nhận ship và gửi trên toàn quốc. Và cái mẫu cái cạm chuột này thì em cũng nói giá công khai luôn để các bác nhà mình khi mua sẽ nắm được. Mẫu cạm thì là mẫu cạm thế hệ mới rồi nhá. Trên thị trường sẽ không có cái mẫu cạm dày đẹp như này đâu, em đảm bảo với các bác đấy. Đây là hàng đặt luôn. Cạm rất chi là dày đẹp đấy. Và giá thì lại cực kỳ là hợp lý luôn. Thì bên em là bên đại lý chuyên cung cấp tất cả những cái dòng cạm kiềng. Mẫu này em đang bán lẻ cho các bác, giá sẽ là 80.000 đồng một chục. Nếu như các bác mà mua từ 50 chiếc trở lên thì em sẽ miễn phí ship 100% nhá. Cứ từ 50 chiếc trở lên. Hiệu quả thì số 1 luôn. Một tối các bác đi đánh cũng đã đánh được chục kg chuột. Với các bác mà đi đánh nhiều đã chia sẻ với bên cơ sở em như vậy. Đấy, và bên em thì cũng đã thực tế đi đánh rất chi là nhiều để các bác nhà mình được xem rồi. Đấy, đây là cái cạm 9cm. Một cái mẫu cạm rất chi là dày và đẹp. Và qua cái video ngắn này các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em để đặt cái dòng cạm kiềng 9cm này. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ đi bẫy của bên nhà em nhé. Từ dụng cụ ở dưới nước lẫn dụng cụ ở trên rừng. Tất cả những cái dụng cụ hay thì bên cơ sở em Thảo đều đầy đủ để phục vụ các bác nhà mình trong cái vụ đi săn bẫy này. Hãy liên hệ trực tiếp tới em nhé. Và đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em qua những cái dụng cụ đi bẫy cần thiết, hữu ích mà là giải trí đấy các bác nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.